Kính chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, cuối năm 2018, Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn rầm rộ khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, một khu nghỉ dưỡng hứa hẹn đẳng cấp nằm trọn bên bờ vịnh đẹp nhất Việt Nam, từng được vinh danh trong top những vịnh đẹp nhất thế giới. Thế nhưng sau gần 6 năm, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô mới chỉ thi công được vài hạng mục rồi nằm im, chậm tiến độ. Hiện dự án này đã bị tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào diện theo dõi đặc biệt. 6 năm trôi qua, dự án triệu đô vẫn nằm trên giấy. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô được xây dựng trên diện tích 102 hectare với tổng mức đầu tư 368 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý 1 năm 2024. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Trước khi bắt tay thực hiện dự án, hàng loạt thông điệp với những ngôn từ hoa mỹ như cùng thế giới thưởng thức vẻ đẹp vịnh Lăng Cô, khu du lịch nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế được chủ đầu tư đưa ra để giới thiệu. Thế nhưng trên thực tế, 6 năm trôi qua, dự án hàng trăm triệu đô la Mỹ này vẫn chủ yếu thực hiện trên giấy khi thi công cầm chừng, dự án bị đình trệ. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã được thuê đất giai đoạn 1 khoảng 19 hectare và triển khai xây dựng một số hạng mục công trình, khối lượng đạt khoảng 40%. Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Huy Hinh cho biết, dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô là một trong 48 dự án trên toàn tỉnh được đưa vào diện đôn đốc theo dõi đặc biệt về tiến độ thực hiện theo Nghị quyết 70, Hội đồng Nhân dân ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đến cuối năm 2023, dự án này đang triển khai giai đoạn 1, chậm tiến độ hoàn thành hơn 42 tháng, giai đoạn 2 chậm tiến độ 18 tháng, giai đoạn 3 chậm khởi công 15 ngày. Ông Hinh thông tin, để tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều buổi làm việc, nhiều văn bản đôn đốc tiến độ, nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ dự án, sắp xếp nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động trong quý 2 năm 2025. Trong khi đó, một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn cho biết, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính sách Zero COVID của Trung Quốc khiến các cổ đông không nhập cảnh được vào Việt Nam. Cùng với đó, kinh tế thế giới và trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, nên dự án ngừng triển khai từ đó đến nay. Vị lãnh đạo này nói, dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2024, ban lãnh đạo công ty sẽ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để cùng đưa ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc và tiếp tục triển khai dự án. Chủ đầu tư từng bị tuyết còi. Với chính quyền địa phương và nhiều nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn không phải là cái tên xa lạ, bởi cách đây 10 năm, doanh nghiệp tiền thân của công ty này được nhắc đến nhiều do liên quan đến việc thực hiện dự án nằm trong khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng. Trước đó, năm 2014, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Woodside Hồng Kông và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Lu Woodside được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Woodside Huế ở mũi cửa khẻm thuộc đèo Hải Vân. Khi dự án này đang giải phóng mặt bằng, thì bị Quân khu 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và dư luận trong nước phản ứng vì địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu vực trọng điểm về an ninh quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Đà Nẵng. Bộ Quốc phòng đã vào cuộc và ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động dừng triển khai dự án. Sau đó, dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Woodside Huế đã được chuyển sang triển khai tại khu vực ven biển xã Vĩnh Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cách vị trí cũ khoảng 15 km và tên dự án được đổi thành khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô. Để thực hiện dự án này, Công ty Trách nhiệm Woodside Hồng Kông và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Lu Woodside đều do ông Lu Quang Sen, người Quảng Đông Trung Quốc làm đại diện, đã đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn. Công ty này đặt trụ sở tại thị trấn Lăng Cô do ông Lu Quang Sen làm tổng giám đốc. Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2024, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại sân bay Nha Trang, đồng thời đề nghị tỉnh Khánh Hòa cung cấp nhiều nội dung về hồ sơ, danh sách cá nhân tham mưu, ký các quyết định quan trọng xung quanh việc giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ. Đối với việc triển khai 6 dự án BT xây dựng chuyển giao, Thanh tra Chính phủ từng kết luận địa phương có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong giao đất sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác. Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cung cấp hồ sơ về các vấn đề, dự án, danh sách các cá nhân có liên quan đến sự việc. 6 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cũ đã mắc phải những sai phạm gì? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây.
6 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang đụng đầu sai đó. Có 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang. Vào năm 2021, toàn bộ các dự án BT nói trên đều được Thanh tra Chính phủ kết luận có sai sót, vi phạm. Ví dụ như dự án đường số 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN làm chủ đầu tư. Thanh tra Chính phủ kết luận, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết đoạn tuyến có bề rộng mặt đường từ 14,5m xuống 10,5m là không phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 được phê duyệt. Ban quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa, nay là Ban Nông nghiệp, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là không đúng thẩm quyền. Tương tự đối với dự án đường Nguyễn Thiện Thuật, nối dài do Công ty Hacom Holding cũng có vi phạm. Quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư hoàn vốn nhưng không được xác định giá trị quỹ đất để tính theo nguyên tắc ngang giá. Mặc dù khu đất dự kiến thanh toán chưa được Bộ Quốc phòng bàn giao cho địa phương, nhưng nhà đầu tư đã thỏa thuận cam kết với tỉnh trước khi phê duyệt dự án. Theo đó, nhà đầu tư chấp nhận chờ đến khi Bộ Quốc phòng bàn giao chính thức khu đất, các phát sinh chi phí của việc bàn giao chậm do nhà đầu tư chịu trách nhiệm. Ngoài ra còn có dự án BT hệ thống thu gom xử lý nước thải khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Môi trường Ecotech, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh UDIC làm chủ đầu tư. Đối với dự án này, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc tỉnh Khánh Hòa không ban hành quyết định phê duyệt đề xuất dự án là chưa đúng quy định. Phê duyệt dự án thiết kế có đoạn tuyến ống thu gom ven đầm thủy triều, trạm bơm số 1, số 2 tại khu 5 chưa phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết phân khu được duyệt. Việc xác định lại giá trị quỹ đất của lô đất D12B và diện tích 79.720m2 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với giá trị quỹ đất được xác định là 30 tỷ đồng chưa được các sở, ban ngành thực hiện, chưa xác định diện tích đất cụ thể để thanh toán. Trong danh sách các dự án BT tại sân bay Nha Trang cũ, có 3 dự án của tập đoàn Phúc Sơn cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra các sai phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Đó là dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang, dự án BT nút giao thông Ngọc Hội, dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Chủ trương chuyển đất quốc phòng sang sân bay Nha Trang. Sân bay Nha Trang cũ vốn do Bộ Quốc phòng quản lý với diện tích 238 hectare. Từ năm 2009, Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực này. Cùng năm, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển đổi. Đến năm 2016, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62 hectare đất tại sân bay Nha Trang cho địa phương quản lý. Phần diện tích này được Khánh Hòa tiếp tục bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm dự án khu đô thị theo hướng phân lô bán nền. Đến năm 2021, Thanh tra Chính phủ kết luận tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 2139 năm 2017 để điều chỉnh quyết định số 3262 năm 2016 có nội dung để hoàn vốn dự án BT khi hợp đồng dự án BT chưa được ký kết là không phù hợp với quy định. Để sửa sai, đến năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã phải ban hành quyết định số 369 để điều chỉnh thay thế những nội dung không phù hợp trên. Vẫn theo Thanh tra Chính phủ, tính đến năm 2021, tỉnh Khánh Hòa chưa xác định giá đất cụ thể để làm hồ sơ xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT. Chưa xác định lại tên, ký hiệu, diện tích, giá trị quỹ đất, đất hoàn vốn cho các dự án BT theo quy hoạch phê duyệt, chưa ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện dự án khác theo thỏa thuận ghi tại hợp đồng BT. Ngoài ra, quyết định số 369 năm 2018 cũng chưa thể hiện nội dung giao đất, cho thuê đất và diện tích giao đất, cho thuê đất để thanh toán các dự án BT. Bộ Quốc phòng mạnh tay làm rõ. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cơ quan điều tra đề nghị rà soát, kiểm tra và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan 11 nội dung gồm các nghị quyết, văn bản của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến việc sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để thanh toán cho các dự án BT, xây dựng chuyển giao và trong việc thực hiện dự án khu trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ, du lịch Nha Trang. Hồ sơ của các cơ quan tham mưu đề xuất để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thu hồi đất do trường sĩ quan không quân quản lý tại khu vực sân bay Nha Trang, bàn giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất làm Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, khu đất để thực hiện dự án K98 Nha Trang, khu đất 13,3 hectare tại sân bay Nha Trang giao cho Công ty Cổ phần Hacom Holding để làm đường Nguyễn Thiện Thuật kéo dài. Hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Thiện Thuật, bao gồm các hồ sơ pháp lý, giấy phép đăng ký kinh doanh của trường, về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng được yêu cầu cung cấp danh sách các cá nhân có liên quan đến việc tham mưu đề xuất những nội dung trên. Dự án 700 tỷ từng bị sờ gáy. Tập đoàn Aquan của Sắc Liên là chủ đầu tư dự án nhà máy nước mặt sông Đuống cung cấp nước sạch cho một số vùng tại Hà Nội. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 17 năm 2024 ngày 25 tháng 3 năm 2024 và quyết định số 03 năm 2024 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Aquan về việc thông báo và quyết định không triển khai và chấm dứt dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam, thành phố Hà Nội. Cụ thể, thời điểm chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty Aquan hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước trên trục kinh tế phía Nam có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng và khối lượng giải phóng mặt bằng khoảng 170 tỷ đồng. Dự án này có vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực. Công ty Cổ phần Nước Aquan thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2014, có trụ sở chính tại phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp do bà Đỗ Thị Kim Liên, được biết đến là Sắc Liên, làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng 3 năm 2016, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên mức 450 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Sắc Liên sở hữu 50%, bà Nguyễn Thu Hương góp 40%, bà Đinh Thị Linh Chi 5% và ông Võ Song Bình, giám đốc kiêm đại diện pháp luật 5%. Công ty tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng trong chưa đầy một tháng sau đó, cơ cấu cổ đông giữ nguyên. Tháng 1 năm 2018, Aquan nâng vốn lên gấp đôi thành 2.000 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2019, Sắc Liên ngồi ghế tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau nhiều lần thay đổi chức vụ này, cập nhật đến tháng 2 năm 2024, doanh nghiệp do ông Lê Minh Chí đảm nhiệm chức tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp của Sắc Liên được biết đến là nhà đầu tư cho nhiều dự án liên quan đến nước sạch. Nổi bật nhất là ba nhà máy nước có công suất lớn gồm nhà máy sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 71,5 ha, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Nhà máy nước mặt sông Đuống gần 61,5 ha với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Ba nhà máy này phủ khắp các dự án lớn. Tuy nhiên, tổ hợp dự án nước sạch của Sắc Liên cũng xảy ra khá nhiều ồn ào xung quanh. Cụ thể, năm 2020, cơ quan điều tra của Bộ Công an từng gửi công văn đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống. Vào năm 2019, doanh nghiệp của Sắc Liên cũng vướng phải lùm xùm do bán nước cho người dân khi chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu chất lượng. Năm 2023, dự án đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai do Công ty Cổ phần Nước Aquan và Công ty Nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư cũng bị liệt vào danh sách chậm tiến độ trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sắc Liên và những lùm xùm về nhà máy nước sông Đuống. Nhà máy nước sông Đuống có tổng diện tích 65 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng, có công suất 300.000 m khối một ngày đêm. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, đã hoàn thành giai đoạn 1, đạt công suất 300.000 m khối một ngày đêm, vượt tiến độ một năm. Kể từ khi nhà máy nước sông Đuống của Sắc Liên hoàn thành giai đoạn 1, đã gây ra nhiều ồn ào khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của dự án do Sắc Liên làm chủ. Một trong những lùm xùm lớn nhất là thông tin tổng mức đầu tư của nhà máy nước sông Đuống gần 5.000 tỷ đồng, nhưng công ty này đi vay tới 80%, tương ứng khoảng 3.998 tỷ đồng. Đây cũng chính là thông tin mà ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội, thời điểm đó thông tin tới báo chí vào tháng 12 năm 2019. Khi đó ông Hà cho biết nhà máy nước sông Đuống của Sắc Liên đi vào hoạt động. Chi phí lãi vay cũng tính vào giá nước. Phí lãi vay tính vào giá nước khoảng 20%, tức là khoảng 2.003 đồng trên 1 mét khối nước. Giá nước sạch tạm tính tối đa của nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng 1 mét khối. Từ những thông tin này đã khiến người dân Hà Nội bức xúc, cho rằng tại sao bắt người dân trả lãi vay bằng cách áp vào giá nước? Ngay sau đó, tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thời điểm ông Nguyễn Đức Chung còn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã yêu cầu ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính, nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đã phát biểu sai về cơ cấu giá nước sạch sông Đuống khiến dư luận hiểu lầm. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3846 chấp thuận liên danh Công ty Cổ phần Nước Aquan và Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống là chủ đầu tư nhà máy nước sông Đuống, là nhà đầu tư dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm. Đáng chú ý, Sóc Sơn là địa bàn huyện không được nhắc đến trong phạm vi cấp nước của nhà máy nước sông Đuống trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013.
Chưa kể theo quy hoạch, một phần khu vực đô thị phía Bắc Hà Nội như Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn lại thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy nước sông Hồng. Đặc biệt, quá trình triển khai lắp đặt đường ống dẫn nước của nhà máy nước sông Đuống cũng bị chậm tiến độ. Đến đầu năm 2020, người dân Sóc Sơn chưa được sử dụng nước sạch. Ngoài ra, bản thân Sóc Liên cũng khiến cho báo chí tốn khá nhiều giấy mực về những hình ảnh Sóc Liên đánh góp ở ngay bên cạnh hồ chứa nước của nhà máy nước sông Đuống. Những hình ảnh này được lan truyền trên các trang mạng xã hội về một sân tập góp được xây dựng ở ngay bên cạnh hồ chứa nước. Những quả bóng góp sẽ được người chơi đánh trực tiếp từ trên bờ ra giữa hồ nước. Tháng 11 năm 2019, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng không cấp đất, phê duyệt đầu tư nên không biết được bên trong nhà máy nước mặt sông Đuống có sân góp. Một lùm xùm khác cũng khiến dư luận Hà Nội bức xúc là vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng cân nhắc về việc tổ chức khánh thành công trình nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1 do chưa đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng. Theo Cục Giám định, công trình còn một số tồn tại như chưa cung cấp thiết kế ống qua đường, đường cao tốc, phải được đặt trong lồng theo quy chuẩn QCVN 07-2016, tiêu chuẩn TCXD-VN 33-2006. Chưa làm rõ căn cứ thực hiện và kết quả thí nghiệm bổ sung thí nghiệm vật liệu ống, chiều dày lớp sơn phủ epoxy, kết quả thử áp chưa bổ sung đầy đủ các chủng loại ống. Về sự cố vỡ ống tại chân cầu vượt Phú Thụy, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, hiện trường cho thấy chất lượng thi công đường ống chưa đảm bảo các yêu cầu theo thiết kế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!